Nhà tiên tri người Argentina, gần như toàn bộ hơn 1.000 bức tranh dự đoán của ông đều trở thành sự thật. Tiên đoán về ba quốc gia sẽ thống trị thế giới trong tương lai. Nhà tiên tri thần thánh của Argentina, Paravicini, đã để lại hơn 1.000 bức tranh tiên tri và gần như toàn bộ dự đoán trong tranh đều xảy ra chính xác. Ông đã tiên đoán trước 60 năm về thời điểm khởi đầu sự suy tàn của Mỹ và đưa ra thời điểm cụ thể cho sự sụp đổ bá quyền. Ngoài ra, Paravicini cũng nói rằng trong tương lai, thế giới sẽ bị thống trị bởi ba quốc gia. Vậy, Paravicini thực sự là ai? Lời tiên tri của ông đã nhắc đến ba quốc gia nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn mỗi ngày bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Nhà tiên tri thần thánh của Argentina. Năm 2019, một vụ hỏa hoạn lớn tại nhà thờ Đức Bà thuộc thủ đô Paris gần như thiêu rụi ngôi nhà nghệ thuật và lịch sử văn hóa phong phú nhất châu Âu, khiến các quốc gia trên thế giới đều bày tỏ sự tiếc thương. Tại thời điểm quan trọng này, nhà nghiên cứu người Argentina Bibiana Bryson đã đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội rằng vụ hỏa hoạn lớn này đã được định trước từ hơn 60 năm trước bởi nhà tiên tri thần thánh tại Argentina, Benjamin Solari Paravicini. Trên một bức tranh vào năm 1938, ông đã thể hiện cảnh tượng Little Paris sẽ bị cháy lớn. Đây là bằng chứng trực tiếp nhất bởi trong bức tranh còn thể hiện dòng sông Seine và các khu vực xung quanh nhà thờ Đức Bà Paris. Có thể nội dung bức ảnh trong mắt nhiều người đều là chuyện vô lý. Vì một người từ thế kỷ trước làm sao có thể tiên đoán được những việc trong tương lai? Tuy nhiên, đối với người Argentina, Benjamin Solari Paravicini mang sức mạnh gần như là thần thánh. Việc tiên đoán vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris không làm người dân Argentina bất ngờ. Tại sao Paravicini lại có thể khiến người dân Argentina tin tưởng vào ông ấy đến vậy? Paravicini sinh ngày 8 tháng 8 năm 1898 trong một gia đình giàu có tại Buenos Aires, Argentina, trong một gia đình có ảnh hưởng lớn về mặt chính trị và văn hóa địa phương. Thông thường, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình như vậy từ nhỏ đều phải gánh vác trách nhiệm. Khi lớn lên, họ sẽ phải làm việc để gánh vác và duy trì sự phát triển của gia đình. Nhưng Paravicini lại là một trường hợp ngoại lệ. Sau khi trưởng thành, ông lại chọn cho mình một con đường không ai hiểu được. Từ khi còn là một đứa trẻ, anh ta đã khác biệt so với những đứa trẻ bình thường. Theo những gì cha mẹ ông đã kể lại, Paravicini đã nhìn thấy một chú tiên nhỏ nằm ẩn sau tủ quần áo từ khi ông còn rất nhỏ. Ông thường xuyên giao tiếp với chú tiên nhỏ, thậm chí là chia sẻ thức ăn với nhau. Nhưng cha mẹ của ông chưa bao giờ thấy chú tiên nhỏ này. Họ nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng khi nghe Paravicini nói rằng mình đang trò chuyện với một người có cánh. Ban đầu cha mẹ ông nghĩ rằng con trai mình có thể mắc phải một số bệnh về tâm thần. Nhưng sau khi kiểm tra toàn diện thì tất cả các bác sĩ đều đưa ra kết luận là không có vấn đề gì cả. Nghĩa là Paravicini ngoại trừ việc nói chuyện với những linh hồn nhỏ mà không ai thấy được thì mọi khía cạnh khác đều giống như một người bình thường. Tuy vậy, việc Paravicini khó lòng hòa nhập với những đứa trẻ thông thường bởi ông đã bị mọi người xem là có vấn đề về tinh thần. Nhưng ông không quan tâm đến những điều đó. Paravicini đánh giá cao tình bạn với chú tiên nhỏ của mình. Sau này, trong một buổi phỏng vấn, Paravicini nói với mọi người rằng chính chú tiên nhỏ ấy đã khuyên ông luyện tập vẽ tranh. Mặc dù không có tài năng bẩm sinh hay học qua bất kỳ trường lớp nào, nhưng khi nhận được gợi ý, ông như lập tức tìm được cảm hứng. Và cũng chính cảm hứng ấy đã giúp ông tạo ra hơn 1.000 bức tranh suốt cuộc đời. Đương nhiên, từ ban đầu Paravicini cũng không biết rằng những bức tranh này có thể tiên đoán tương lai. Cho đến sau khi nhiều sự kiện xảy ra, mọi người mới nhận ra rằng tất cả những gì trong tranh có thể dự đoán được tương lai sắp tới. Nhưng điều khiến Paravicini thu hút sự chú ý chính là một sự kiện lớn diễn ra vào năm 2001. Vào 62 năm trước, Paravicini đã vẽ ra sự kiện 911. Ngoài ra, ông còn dự đoán thời điểm cụ thể mà thế lực Mỹ sẽ suy yếu hoàn toàn. Các bức tranh tiên tri về tương lai. Paravicini đã cống hiến cả cuộc đời mình cho hội họa. Trong suốt cuộc đời, ông đã tạo ra hàng nghìn tác phẩm. Người Argentina tin rằng mỗi sản phẩm của Paravicini
sẽ tương ứng với một dự đoán về tương lai. Ví dụ, vào năm 1939, Paravicini đã vẽ một tác phẩm, trên đó có một tượng đài cầm đuốc. Phía sau tượng đài là hai tòa nhà đã sụp đổ. Bên cạnh bức tranh, ông có ghi chú rằng ngọn lửa tự do của Bắc Mỹ sẽ biến mất và đuốc cũng sẽ lụi tàn, không còn sự rực rỡ như trước. Đài tưởng niệm cũng sẽ hai lần bị tấn công. Có người cho rằng tác phẩm này rõ ràng là dự đoán về vụ tấn công khủng bố 911 tại Mỹ vào năm 2001. Nhưng vào thời đại của Paravicini thì làm thế nào để ông có thể biết trước được mọi chuyện như vậy? Liệu tất cả có phải là do chú tiên nhỏ đã nhìn thấy và nói cho ông ấy biết hay không? Ngoài ra, ông còn tiên đoán cuộc tấn công này sẽ là điểm khởi đầu của sự suy thoái tại Mỹ, thể hiện rõ nhất là con người đang dần mất đi lý trí. Ông nói rằng vào năm 2050, ưu thế của Mỹ sẽ hoàn toàn biến mất, đất nước này sẽ tràn ngập sự tàn phá và thảm họa. Paravicini cũng tiên đoán nhiều sự kiện tương lai khác nhau, như sự thay đổi mà trí tuệ nhân tạo mang lại cho xã hội. Việc này được thể hiện trong một bức tranh rằng máy tính biết suy nghĩ sẽ có cảm xúc và nhận thức như con người. Ông còn dự đoán rằng trong tương lai, trí tuệ nhân tạo sẽ tiến triển đến mức tương đương với con người, có ý thức riêng trong một số lĩnh vực và thậm chí có thể thay thế con người. Một sự thay đổi khác chính là phẫu thuật ghép tim. Những lời tiên tri này đã trở thành hiện thực vào năm 1966, khi mà ca phẫu thuật ghép tim đầu tiên trên thế giới đã thành công. Và bây giờ, con người không chỉ có thể ghép tim mà còn có thể sản xuất tim nhân tạo, thậm chí có thể ghép tim động vật cho con người. Ngoài ra, Paravicini còn thể hiện trong một tác phẩm rằng tình yêu giả dối sẽ trở thành thực tế, con người sẽ bắt đầu xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Câu nói này khiến những người trong quá khứ hoàn toàn không hiểu gì, nhưng hiện tại đã trở nên rõ ràng khi công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm xuất hiện. Dường như Paravicini đã nhìn thấy từ trước mọi thứ. Đặc biệt, ông còn tiên đoán về đại dịch COVID-19 trong một tác phẩm vào năm 1935. Ông vẽ một hình xác người mắc bệnh lạ, trên trán có một biểu tượng rất giống với virus corona dưới kính hiển vi. Phía dưới bức tranh, ông viết: "Đau đầu và đau họng báo trước sự khởi đầu đại dịch." Paravicini nói rằng thế giới trong tương lai sẽ trải qua một cuộc chiến vô hình, nhân loại sẽ từ từ quen với nó. Có người nghĩ câu nói này có thể ám chỉ đại dịch, nhưng cũng có người tin rằng đó chính là dự đoán trước về một cuộc chiến thực sự, có thể là thế chiến thứ ba sẽ xảy ra trong tương lai. Ngoài những điều trên, Paravicini còn đưa ra dự đoán quan trọng nào cho tương lai trong hơn 1.000 bức tranh tiên tri. Nhà tiên tri Argentina dự đoán rằng trong tương lai, thế giới sẽ bị thống trị bởi ba cường quốc. Ngoài ra, vào năm 2030, thế giới sẽ phải đối mặt với một thảm họa lớn. Liệu điều đó có đáng tin hay không? Dự đoán của Paravicini. Paravicini là một nhà tiên tri kỳ diệu nhất của Argentina. Suốt đời ông đã tạo ra hơn 1.000 tác phẩm, mỗi tác phẩm đều mang tính chất tiên tri. Tuy nhiên, mọi người phát hiện tất cả các dự đoán của ông liên quan đến Nga hoặc Liên Xô. Ví dụ, trong một bức tranh, ông miêu tả một chiếc máy bay kỳ lạ, bên dưới tranh viết chữ Liên Xô. Bức tranh này sau đó trở thành hiện thực. Vào năm 1988, Liên Xô đã thành công trong việc nghiên cứu và phát triển máy bay siêu thanh Tupolev Tu-144. Đây cũng là chiếc máy bay siêu thanh đầu tiên trên thế giới. Hay vào năm 1938, trong một bức tranh, ông đã khẳng định rằng con người sẽ sớm tiến vào vũ trụ. Điều này sẽ được hiện thực hóa vào những năm 60 hoặc 70. Khi đó sẽ có gã khổng lồ đấu tranh để xác định ai là người đầu tiên bước chân vào vũ trụ. Thực tế đã chứng minh hai người khổng lồ ấy chính là Liên Xô và Hoa Kỳ. Trong một bức tranh khác, Paravicini dự đoán về người đầu tiên bước vào vũ trụ không phải là loài người, mà thay vào đó là một chú chó. Chú chó đó là sinh vật sống đầu tiên trên trái đất bước vào vũ trụ rộng lớn. Sau đó, điều này đã trở thành hiện thực khi Liên Xô sử dụng tên lửa thành công đưa chú chó Laika vào vũ trụ. Năm 1940, Paravicini lại vẽ ra một dự báo vô cùng kỳ quặc có liên quan đến mặt trăng. Ông nói rằng, sau khi con người đặt chân lên mặt trăng, họ sẽ nhìn thấy mặt trăng nhưng không thể nhìn thấy nó. Chúng ta có thể nghe thấy mặt trăng nhưng không thể nghe thấy nó. Chúng ta sẽ trở lại nhưng cũng không trở lại. Hãy cẩn thận. Dự đoán về việc đặt chân lên mặt trăng không thể phủ nhận là thành công. Nhưng những lời sau đó lại dự báo điều gì? Một số người nghĩ rằng nó có thể chỉ đến văn minh ngoài hành tinh hoặc sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng những thông tin này đều bí mật nên người thông thường không có cơ hội biết được. Vậy tại sao Paravicini
lại quan tâm đến việc Liên Xô hoặc Nga như vậy. Có thể điều này cũng liên quan đến tương lai nhân loại. Lời tiên đoán trong tương lai, thế giới sẽ bị ba thế lực lớn chi phối và quyết định của họ sẽ ảnh hưởng quyết định đến thế giới. Ba thế lực lớn này lần lượt là Liên minh Nga, Hoa Kỳ và các quốc gia phương Đông. Ông cũng nói rằng, mặc dù Nga có thời điểm yếu hơn, nhưng trong tương lai, Argentina sẽ giúp đỡ Nga. Cả hai bên sẽ có một sự kết hợp tuyệt vời, khiến sức mạnh tổng hợp tăng lên đột ngột. Chỉ có một điều khiến chúng ta khó hiểu là Argentina ở Nam Mỹ xa xôi, cách Nga hàng ngàn dặm. Vậy thì hai bên sẽ tương hòa như thế nào? Cuối cùng, Paravicini còn đưa ra một tiên đoán thảm khốc trên một bức tranh khác, với hai chữ số 20 và 30. Trong đó, khắp nơi trên trái đất đều đang cháy đỏ, không khí đầy cho núi lửa. Một số người tin rằng, Paravicini đang đưa ra tiên đoán rằng vào năm 2030 sẽ có siêu núi lửa phun trào tác động lớn đến thế giới. Trận phun trào này có thể không từ chỉ một núi lửa mà còn từ nhiều nơi, như núi lửa Yellowstone của Mỹ, núi Phú Sĩ của Nhật Bản và những nơi khác. Nếu hai ngọn núi lửa này cũng phun trào, thì tác động của chúng đến thế giới sẽ không kém phần mạnh mẽ so với một cuộc chiến tranh thế giới. Tuy nhiên, những tiên đoán trên vẫn chưa được chứng minh bằng khoa học. Chúng ta hãy cứ nghe như một câu chuyện và không cần quá tin vào nó. Bạn nghĩ gì về hai lời tiên đoán trên? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.